tụi con sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ba mẹ. Cảm ơn chú. Dạ dạ vui vẻ Jollibee nè. Ba ơi, ba ăn cái này đi. Nhưng mà ba không có đói. Mẹ ơi, mẹ có ngoan không nào? Dĩ nhiên là mẹ ngoan rồi. Mẹ ngoan thì mẹ ăn đi. Vậy thôi, mẹ không ngoan nữa đâu. Sao ba phải ăn? Ba không ăn á là ba lùn hơn mẹ, lùn hơn con, lùn hơn em luôn. Nhưng mà ba cũng hỏng mà. Con không có ép được ba đâu. Con thích đâu có nghĩa là mẹ cũng thích đâu. Ba mẹ đừng có để con đếm á nha. 1, 2, 3. Gà thơm quá. Nhìn giòn chứ nè, nghe giòn đụng luôn. Mấy miếng gà đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ủa? Hai đứa đang cho ba mẹ ăn mà. Nhìn giòn rụm, ngửi giòn rụm, chạm giòn rụm, nghe giòn rụm, nếm giòn rụm. Và giòn vui vẻ Jollibee. Giòn rụm cực đã, cả nhà thích mê.